Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của nhà ông Cường nhé. Ở video này thì em lên cho các bác một cái sản phẩm lọc nước ion kiềm Nationa, mã sản phẩm là PG gạch ngang A402. Chiếc máy này sử dụng điện 100V và được trang bị 3 tấm điện cực các bác nhé. Dòng này thì ra được 5 loại nước, loại bỏ được 13 tạp chất và 2 kim loại nặng các bác nhé. Sản phẩm này thì hiện tại bên em đang bán cho các bác là bao test thôi các bác. Còn lại các bác cần thay lõi mới thì hiện tại lõi của sản phẩm này và những cái dòng lõi của Na Pana thì hiện tại bây giờ giá là 1,5 triệu là lõi mới. Nếu như các bác thay lõi mới thì cộng thêm 1,5 triệu vào với tiền máy nữa thì bên em sẽ gửi kèm cả cái lõi mới cho các bác sử dụng luôn. Video này thì em sẽ test cho các bác cái chức năng điện phân của máy thôi, còn lại hiện tại thì máy vẫn đang sử dụng bình thường. Còn các bác nào cần có nhu cầu thay lõi mới thì có thể báo bên em, thì bên em sẽ gửi kèm một lõi mới cho các bác nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu test cho các cái mức nước của máy, bắt đầu từ mức axit nhé. Dòng này tôi ra được 5 loại nước, một mức axit này, một mức nước trung tính và 3 mức kiềm. Bây giờ em sẽ bắt đầu từ mức axit các bác nhé. Chiếc này thì giá rất là rẻ thôi. Chiếc này thì ở mức axit thì nó sẽ báo đèn cảnh báo và chuông tít 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 các bác nhé. Ok, sang mức 2, mức trung tính nha. Mức trung tính nó sẽ hiển thị màu xanh. Và khi nào nó không nhấp nháy thì các bác đầu lấy nước nhé. Đấy, bắt đầu như tầm này thì bắt đầu lấy nước này. Đèn nó không báo nhấp nháy này, chúng ta lấy nước. Dòng này thì nó rất là nhỏ gọn, được trang bị 3 tấm thôi. Nhưng mà dòng này thì nó rất là lành. Rồi, bắt đầu lên mức kiềm 1 các bác nhé. Đến mức kiềm 2. Mức cao nhất nha, mức kiềm 3. Mức này thì con này hydrogen của nó cũng còn rất là dày các bác nha, rất là đẹp. Nói chung là buồng điện phân của con này còn hoạt động rất là tốt. Còn ngoài ra các bác cần thay cái lõi mới thì các bác thay luôn cái lõi mới và cho nó yên tâm thôi. Bây giờ sẽ lấy hydrogen cho các bác xem nhé. Sử dụng thì hiện tại bây giờ máy vẫn sử dụng bình thường, vẫn điện phân vẫn đây hiệu gen của máy này rất dày các bác nhá, điện phân của nó còn khá sâu bò. Đấy, mã sản phẩm của nó là Nationa PG gạch ngang A402. Bắt đầu em sẽ test bằng quỷ tím từ mức nước đầu tiên các bác nhá, mức axit này ra màu vàng này, mỗi loại sẽ nhỏ 3 giọt nhá. Nước trung tính này màu xanh lá này, mức kiềm 1 này. Đấy, mức kiềm 2 này, mức kiềm 3. Đấy, và đây là mức kiềm 3 này. Thì trước máy này thì nó còn điện phân cực kỳ là đẹp nhá các bác nhá. Điện phân cực kỳ là đẹp. Còn lõi mới thì bây giờ các bác thay lõi 6.000 lít thì nó là 1,5 triệu. Thì bác nào có nhu cầu thay lõi thì có thể liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Chiếc máy này thì bên em đang bán cho bác với giá là 1,5 triệu thôi nha. 1,5 triệu chiếc máy thôi, bằng giá thay lõi mới nữa luôn. Thì ví dụ bây giờ lấy bác chiếc này 1,4 triệu đi, 1,4 triệu thôi. Đấy, thì các bác thay thêm lõi mới vào nữa nó thành 2,9 triệu. Thì các bác sử dụng ok. Còn lại điện phân này rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, thì chiếc này chỉ có 1,4 triệu thôi. Chốt hàng liên hệ trực tiếp giúp em qua số là 0862 594 684 nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.